Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là tôi tên là Nguyễn Thị Thủy, pháp danh Diệu Sơn. Hôm nay là đầy đủ duyên lành, tôi được về tại phủ Đồng Tâm ở Ép Quốc và là lễ thoải phủ về thờ mẫu đạo tín ngưỡng của Việt Nam, nơi tâm linh của cô Thủ Nhang Bích Ngọc. Tôi về đây tôi cảm thấy rất là thoải mái, vui vẻ như là con về với mẹ ở tại nơi đất khách quê người. Cô đã dựng lên một ngôi đền tín ngưỡng cho tất cả anh em bạn bè chúng tôi được về tại nơi này. Tôi rất cảm ơn cô. Cô đã làm cho chúng tôi ở nơi đây rất là vui và hạnh phúc. Tôi xin tất cả cảm ơn đến cô A Di Đà Phật ạ.